Xin chào mọi người. Bây giờ là hai vợ chồng Hà đang đi soi nhái mọi người. Chiều giờ là quất một cái đám mưa nên nhái nó kêu. Thấy nhái kêu nhiều quá, hai chồng rủ nhau đi đi soi nhái mọi người. Này mình xịt á, xịt nhái ha. Mình thấy con nói cái mình quơ gì hoặc là dính hả? Được, em mở thằng nắp được không? Mở rồi á. Nắp sáng rồi vậy? Đi xịt nhái nha mọi người. Chiều quất một đám mưa to lớn quá, nhái nó kêu gần trời cho mọi người thấy không? Này ếch hay nhái anh? Ở đây kêu ếch hay nhái? Ờ, nhái kêu gần trời mọi người. Nên hai chồng rủ nhau đi đi xịt nhái. Xịt nhái để ngày mai có một bữa cơm nhái. Nhái xào xả ớt anh. Đang sửa chuẩn bị cái máy xịt. Cái đèn gặp trục trặc nên phải sửa lại. Nói chung là lâu quá không ra đồng đi bắt ban đêm thế này ha. Cho nên là nó cứ chướng ngại giật hoài có hoài luôn các bạn. Nhưng mà chắc cũng là không gì. Rồi đi làm sao? Cái cầu chỗ này nè. Rồi đi làm sao? Cái giỏ bước qua. Bước sao sao? Bước vào nha. Ừ, đúng rồi. Đi sao? Cái thảm thảm vừa anh ấy đúng. Thì anh đi đâu ra tới ngoài này? Không gì. Không gì. Không gì. Nghe nữa kìa. Đi lên đám thức bò hả? Con thôi các bạn ơi. Con ra đường đúng. Đường đúng. Em đi đường đường. Đường nắng ngoài. Đi qua kia đi. Qua kia trước đi. Ta đi bằng là nhỏ nên là phải bây giờ nó nhảy kìa. Ừ. 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 Ừ.
gì thấy rồi dịch ta dịch nè, vợ chồng Hà mới nuôi luôn rồi đó. Lương bự ha anh. Wow. Wow. Ui dán 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 bò kia rồi. Mình sẽ đặt đầu ra chết luôn. Ok. Đừng sống. Chắc lại là không bò được đâu. Ôi muối quá trời ta. Ở đây là cỏ không em người, chứ không phải lúa nha. Cái này là cỏ nè, cỏ ba chồng Hà trồng để nuôi bò nha mọi người. Đó, lội ở trên cánh đồng cỏ để xịt ớt nhái lương đồ ha. Có, mình dập, nói chung mình dập đi, mình dập con gì mình bắt con đó. Phải không? Đúng rồi. Không người nào là không chơi. Đúng rồi. Úi dồi, đúng thiệt. Đúng rồi. Giờ về ruộng về đồng là lăn xả ha. Mò cua bắt ốc người. Vậy mà vui ha. Ở bên đây là người ta trồng lúa nha mọi người, mua nguyên một cánh đồng lúa nha mọi người. Đó, lúa này là khoảng một tháng nữa là thu hoạch nha mọi người. Nhưng mà bên đây là lúa của người ta nha, ruộng của người ta ở bên đây nè. Ở bên đây mới là ruộng, mới là đất nhà. Nhưng mà bên đất nhà thì trồng cỏ nha người, trồng cỏ để nuôi bò. Xa xa ngoài Mỹ, ngoài xa xa kia mới là trồng lúa. Và cái chỗ mà đèn lấp lánh là Hà nuôi vịt nha người. Hà mới thả 200 con vịt ở nuôi chuồng sàn. Và hai vợ chồng Hà về quê á, về quê là để lập cái mô hình chăn nuôi trồng trọt tại nhà, tận dụng cái đất nhà sẵn có nè, với cái nguồn tài nguyên ở địa phương mình, như mà nuôi vịt nè, thì nuôi vịt, nuôi trùng chỉ, trùng quế người, nuôi trùng quế nè, nuôi gà đá, nuôi bò, nói chung là cái nào nó thuận lợi theo mô hình thì kết hợp là nó hỗ trợ lẫn nhau mọi người. Ví dụ như là nuôi trùng chỉ thì trùng chỉ có thể cho những động vật hàng nuôi ăn nè. Đó, và trồng cỏ để nuôi bò nè. Đó, trồng cỏ nuôi bò, trồng cỏ nuôi bò. Và mà ở địa phương thì ốc bươu vàng rất là nhiều, làm lúa đó người. Ốc bươu vàng rất là nhiều. Đó, là tận dụng cái nguồn ốc bươu vàng đó là xây để trộn để ha. Là pha trộn theo công thức cho vịt ăn, gà ăn, và nuôi chim cút đó. Và Hà từ dần dần gây dựng cái mô hình ra, nuôi nhiều và đa dạng và vật nuôi. Anh ơi, cá này anh ăn cá. Ôi bắt được con cái gươm luôn. Tới là vợ chồng Hà là đi bắt ốc bươu vàng nè. Bắt ốc bươu vàng thì để dành cho vịt ăn đó.
cá nhỏ, người cá nhỏ xay ra ông trộn làm thức ăn cho vịt ăn đó. À, tận dụng nguồn thức ăn tại địa phương mình nó rẻ nè, nó khi mà có cái con vật nuôi của mình đó, nó thịt ăn cái thịt nó ngon hơn là so mình nuôi với nuôi mà cám công nghiệp. Khi mình nuôi cám công nuôi mà bằng cám công nghiệp á thì cái chi phí mình cao, mà cái thịt cái con vật mình nuôi nó không có ngon, mà cho ăn tự nhiên á, tự nhiên cái thịt nó ngon, mà cái chi phí của mình tận dụng cái chi phí nguồn thức ăn thì tự địa phương sẵn có là mình chịu khó chịu cực đi đi kiếm, đi bắt, đi mò, đi bắt thì để cho cái con vật mình ăn, vật nuôi của mình ăn á, thì nó tiết kiệm được chi phí. Trong chăn nuôi thì mình khi mình nuôi á, cái con vật của mình á, nó thịt nó đạt chất lượng, ngon, nó sạch, nó đủ chất. Và thêm cái nữa là mình tiết kiệm được chi phí thì cái lợi nhuận của mình nó cao hơn. Còn nuôi bằng thức ăn thì Hà thấy là cái chi phí mình nó cao thì nuôi vậy nó không có lời. Đó. Mong mọi người là ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm nhé. Có cá thì đi xịt cá kiếm cá, có ốc thì bắt ốc, có lương thì bắt lương, có ếch thì bắt ếch, có gì bắt nấy. Cá nhỏ thì xay để trữ ngăn đông để dành cho vịt ăn nè. Ốc cũng vậy. Đó, cá lớn, lương nhỏ thì Hà nuôi. À, lương nhỏ còn nuôi, còn lương lớn thì mình ăn phục vụ cái món ăn và làm cái món ăn đãi gia đình. Nói chung á là khi về quê á thì thấy rất là kiểu mà cuộc sống nó yên bình. Đi á mò cua bắt ốc, cuộc sống nó đơn giản mà nó yên bình, nó vui, rất là vui, thích hơn á, thích rất nhiều, thích hơn là mình bon chen ở ngoài à, bon chen mình ở ngoài đời hơn rồi. Hà rất thích sống cái cuộc sống, Hà rất thích cái cuộc sống là ruộng vườn trồng trọt chăn nuôi. Chiếc xe hồng quang ớt ở đây chưa, ở đây là ớt thôi, con ớt cho phải nhái các bạn. Chứ ở đây kia, nhưng mà đây là con ớt, ở dưới em là con nhái, con nhái là khác hả? Thì ở đây là sứ, ở đây là ớt, còn ở dưới Cà Mau Bạc Liêu là con nhái, nó nhỏ hơn, nó nhỏ hơn con ớt. Các bạn đơn giản do lại các bạn nó đâu thôi. Gì? Lương ớt hoa xả ha. Không đóng tiền mua. Tiết kiệm chi phí về ăn uống hàng ngày, tự mò cua bắt ốc, tự đi kiếm cá ăn để dành tiền mình đầu tư chăn nuôi, trồng trọt chăn nuôi ha. Đây ta trồng lúa người. Không phải rồi. Cánh đồng lúa mênh mông. Ồ được, nó thấu quá trời rồi. Hả? Tôi chỉ là không có quay lên đấm ruộng hả? Đấm nữa. Thôi, bây giờ. Bây giờ thì hồi đó nó đi ra lại mà đi dọn lúa người ta. Đi dọn lúa người ta. Hồi lúa thì đang đồng đồng rồi, thôi mình đi chụp cái ớt đi hồi. Dạ. Nó sẽ đi. Cái này có ớt lắm. Dính cái gì vậy? Lương hả? Gì nuôi? Lương con gì nuôi nè? Nuôi lương đồng. Con gì kìa?
khổ. Gì? Rồi bây giờ về, về nha mọi người. À, kết thúc cái video tại đây nha. Và coi cái thu hoạch hôm nay nha. Thu hoạch hôm nay được đó, được một con cá sấu. Một con gắn chung. 1 2 4 5 5 6 con lươn, con lươn nhỏ, một con lươn bự. Và hai con ếch bự. Và hai con cá rô hồi nãy Hà bắt nè. Và khoảng hai con ếch nhỏ nha mọi người. Đó, thu hoạch ngày hôm nay nha. Này là đủ bữa ăn, đủ ăn bữa sáng rồi ha. Bây giờ vợ chồng Hà nó vô tới nhà không nha. Nghe. Vô tới nhà rồi. Bây giờ mình rồi. Sáng mơi là bây giờ về nghỉ ngơi, sáng mơi đi tiếp, sáng mơi kiếm bắt tiếp mọi người. Sáng mơi nước cạn là có cá nhiều lắm mọi người. Đó, thu hoạch nha, thu hoạch đó, buổi tối hôm nay nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người những cái video tiếp theo của Hà nha. Mong mọi người ủng hộ và chia sẻ kinh nghiệm cùng Hà nha. Ủa, cá sấu cũng chăng vậy? Xong nha, cái lại rồi. Rồi, có lắm. Có lắm bạn ơi, có lắm những tôi các bạn, tưởng những tôi bá chém một chén luôn ha. Hết còn mấy luôn.